Hello, chào mọi người, đây là Diệu. Đây là Annie. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công việc rất là thú vị là quản lý mạng xã hội. Và bạn hoàn toàn có thể làm việc online. Annie đã làm công việc này 3 năm rồi. Có thích không? Thích. Vậy nên nếu như bạn là một người mới bắt đầu và hoàn toàn không biết gì hết thì xem hết video này, mình nghĩ là bạn có thể thử thách bản thân mình và bắt đầu công việc này. Và mình cũng sẽ bật mí cho các bạn công việc này sẽ giúp bạn kiếm được bao nhiêu tiền và làm sao bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Now, let's start. So, đầu tiên Annie có thể chia sẻ là công việc này nó sẽ bao gồm những cái gì? Thì em communicate, interact với khách hàng, bao gồm post, thiết kế ảnh, edit video, viết bài, tìm bài, tag người, comment. Và với công việc này là mấy bạn cũng phải đu trend nữa, bởi vì mình phải biết là người xem mình đang cái thể loại gì, cái đúng standard rồi. Nào mọi người đang đu theo để mình còn cập nhật. Lúc mà mình advanced hơn ấy, mình có thể bắt đầu học chạy quảng cáo trên Google, Facebook. Lúc mà anh đi bắt đầu ấy thì thấy hơi rối, rất khó. Trên YouTube tutorial rất là nhiều nên mình có thể học được cách dùng tiền và chạy quảng cáo trên mạng xã hội. Và cái bước đầu tiên là phải thử rồi xong đó bạn mới từ từ bước chân vào. Đúng rồi, phát triển lên ha. Ok. Đối với công việc này thì Annie dùng cái công cụ nào để hỗ trợ cho công việc của mình? Annie rất thích Notion. Và Annie bắt đầu quản lý mạng xã hội thì Annie phải dùng Google Doc, Word, Excel hoặc là Google Sheet kèm với Calendar. Riêng với Notion bạn có thể plan content, viết từng bài, link được ảnh. Notion này giống như là một phép cộng của tất cả những công cụ hiện nay luôn đúng không? Đúng. Nếu mà các bạn viết blog, bạn có thể viết được ở trong Notion và chỉnh sửa trong đấy được cách SEO và cách ChatGPT. Nếu như bạn muốn dùng miễn phí thì bạn có thể tạo một email mới rồi chia sẻ nó với rất là nhiều người trong team. Cái content calendar mình có thể phân quyền từng cái nhiệm vụ thuộc cho bạn nào và mình có thể theo dõi được là bạn này làm xong công việc của mình, bạn này chưa xong Notion. Mọi người chưa biết thì tải thử, mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người thử nghiệm ha. Một vài bạn cũng sẽ rất là tò mò vậy làm sao để chúng ta bắt đầu một công việc, nếu như mình ngồi một cấp ở nhà thì công ty đâu cho mình làm mà người đâu mà trả lương đúng không? Đúng rồi. Lúc mà Annie còn làm việc ở trong một công ty bình thường thì Annie làm admin thôi. Annie cũng có tham gia vào nhóm Toastmaster và Annie làm thì là người PR cho câu lạc bộ đấy. Annie không được lương, Annie làm cái đấy một năm thôi. Nhưng vì job đấy khá là flexible ấy, mình không phải vào office và làm 4 hay 6 hay 8 tiếng mà mình có thể làm được ở nhà. Kỹ năng của mình tự phát triển trong một năm đó. Nếu mà Annie trở thành một cái beginner thì có thể vào một cái công ty mới, startup hay là một cái câu lạc bộ như Toastmaster, tự học và tự làm trong một thời gian miễn phí thôi. Tự nhiên là mình phải kiếm tiền cho nên các bạn đừng có làm miễn phí lâu hơn một năm. Nhiều khi người đời cuộc đời người ta hay bóc lột, giống như kiểu bởi vì bạn làm không công mà bạn làm tốt đúng không, thì kiểu như là người ta cứ muốn bạn làm không công hoài, không được như vậy. Và một cái project, nếu mà các bạn đã làm thiết kế ảnh, đã quay phim và đã edit rồi, có một cái kinh nghiệm nhỏ, các bạn có thể tạo ra một cái portfolio miễn phí ở trên Google site và Annie sẽ gửi cho Diệu. Ok, nào bạn sẽ đây nè. Ở đây. Dạ. Yeah. Mình có thể cho lên tất cả bài viết hay là ảnh mình thiết kế hay là cái video mình đã làm trên Google Drive, xong rồi nó tự tạo lên Google site. Và nó sẽ làm cho cái portfolio, cái CV của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Yeah. Và sau khi mà bạn đã có portfolio, bạn đã có mọi thứ thì làm sao để mình mở rộng thị trường tìm kiếm công việc? Annie bắt đầu tìm việc trên Upwork và làm thành virtual assistant cho một người ở Canada. Họ các bạn lên Upwork hay Fiverr. Fiverr thì là đi theo project. Thì nếu mà các bạn là thiết kế ảnh hoặc là làm một job mà rất là sáng tạo ấy, hay là design hay là vẽ thì nên check out Fiverr. Nhưng mà như Annie hoặc là Diệu là thích kiểu như làm quản lý freelance nhiều hơn thì nên check out Upwork một chút. Thứ hai là Annie thấy nhanh nhất lúc mà mình gặp người, đúng không? Đúng. Chắc là rất là đơn giản, mình không cần đi xa, mình không cần sang nước ngoài, đúng rồi, cần apply nhiều trên LinkedIn hay là Upwork, mình có thể ra ngoài nói chuyện trong. Đúng rồi, mấy bạn không biết là kiểu như trẻ nhiều vậy, Annie cùng làm chung một công ty của chung boss. Dạ, và gặp boss cũng rất là tình cảm trong một cái câu lạc bộ mà hai đứa mình cùng tham gia. Càng nhiều cái câu nói là the more people you meet the more opportunity you have. Dạ. Càng gặp càng nhiều người thì càng có nhiều cơ hội, làm sao để gặp nhiều người. Nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều meet up, có nhiều networking event và các bạn có thể lên Facebook mình và viết vào là event gần nhất cho mình ấy. Ở quận 1, quận 2 đấy, thì các bạn nên tham gia. Đúng rồi, như vậy là mình sẽ gặp những người mới đúng không? Mình sẽ giới thiệu công việc của mình là gì. Và khi mà nếu như bạn tạo được mối quan hệ thì nhiều khi họ cần á, bạn có thể nói ok em giúp mình đi. Nếu như bạn cần một người nào đó là quản lý Facebook, là quản lý website, là quản lý mạng xã hội thì họ sẽ nhớ tới mình đầu tiên, bởi vì họ đã gặp trực tiếp mình rồi thì nó sẽ dễ hơn. Còn về tiền thu nhập như thế này thì lúc mà anh đi làm Upwork thì bắt đầu một cái lương rất là minimum khoảng $5 một giờ. $5 một giờ. Yeah. Đấy là một cái beginner level.
Annie biết ở Việt Nam người ta có thể giả còn ít hơn, có thể $2 50 50 vẫn còn làm online, vẫn còn thu nhập thêm đúng không? Ví dụ như nếu tôi đã hoàn toàn có online đúng không? Chỉ là một ngày thì 1 giờ 2 giờ gì đó thôi, chứ đâu phải là bạn phải làm full time đâu. Đúng rồi. Và bạn cũng có thể cân nhắc làm việc này giống kiểu part time thôi. Một tháng bạn ấy có thể kiếm được khoảng $100-200. Vậy nếu như mà bạn là sinh viên, hoặc là bạn là nội trợ, hoặc là bạn là ở nhà, thì đây là không tốn nhiều thời gian, học thêm nhiều kỹ năng và thực sự kiếm tiền. Và nếu như mà bạn phát triển nhiều hơn và học chuyên nghiệp hơn, làm chuyên nghiệp hơn, thì bạn có thể chuyển nó sang là full time. Bây giờ công việc đó là một phần trong tất cả những phần bạn, rất là nhiều công việc anh ấy đang làm. Anh ấy đang thu được bao nhiêu tiền từ đó? Gần 1 tháng. Trong khi bạn ấy còn làm những công việc khác, còn thời gian làm công việc khác. Ok, anh ấy hôm bữa anh ấy nói ví dụ là các bạn làm được 3,000 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà bạn ấy là bạn ấy làm cho một công ty lớn ở bên Mỹ. Và lương ở bên Mỹ thì rõ là đã cao hơn ở Việt Nam rồi. Cho nên anh ấy muốn nói cho các bạn là nên học tiếng Anh. Và cái tiếng Anh của các bạn phải rất giỏi. Đúng không? Người nước ngoài rất là thích làm việc với người Việt. Đúng. Đó. Bởi vì thực sự mình nếu như họ trả cho mình á, mặc dù luôn rất là cao khi mà người Việt Nam mình ghi thật, nhưng mà với mặt bằng chung của Mỹ thì nhân công ở châu Á thì vẫn rẻ hơn. Đó thì có một website tên là Dynamite Jobs. Annie sẽ... Dạ, ở đây luôn. Ở đây luôn. Lúc mà các bạn đã giỏi tiếng Anh rồi và có kỹ năng nhiều rồi, ít nhất là 1-2 năm thì nên lên Dynamite Jobs và bắt đầu xem việc ở trên đó. Và nếu mà các bạn ấy thật sự muốn làm việc online cho mấy công ty ở trên đó thì nên là làm một cái LinkedIn page cho mình. Mình phải xây dựng nó giống như là branding của bạn ở trên LinkedIn á. Đừng có xuất hiện profile tự xuất ở trên Facebook nữa. Bởi vì LinkedIn nó sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn nhiều hơn. Và Dynamite rất là đặc biệt bởi vì nó không phải theo kiểu freelance project giống như Upwork hay là Fiverr, mà thật sự bạn có thể tìm một công việc full time online và lương $1,000. Nhiều hơn $1,000. Đúng rồi. Đúng rồi. Lương rất là cao ở trên đó. Thì đó là lộ trình phát triển mình nếu như bạn hứng thú với công việc này từ beginner cho tới professional luôn. Yeah! Cảm ơn anh ấy hôm nay đã giới thiệu một công việc. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, có thể nhấn like, share, subscribe. Bye bye!